Tòa Bạch Ốc đánh dấu chiến dịch Let's Move cùng với lễ lăng trấn phục sinh tin từ Washington DC. Tòa Bạch Ốc đã tổ chức buổi lễ lần thứ 137 cho phong tục lăng trấn phục sinh vào ngày hôm qua. Hoạt động này cũng đánh dấu lần thứ 7 Tổng thống Barack Obama đã thực hiện nghi thức có nguồn gốc từ năm 1878 này, kể từ khi ông lên nhậm chức. Khoảng 35.000 người đã tụ họp tại khu viên Tòa Bạch Ốc để tham dự sự kiện. Vị Tổng thống và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đứng trên ban công Tòa Bạch Ốc để bắt đầu ngày buổi lễ cùng với sự hiện diện của các nhóm nhạc pop nổi tiếng. Tổng thống Barack Obama đã chào tất cả mọi người và phát biểu cảm nghĩ của mình về ngày lễ phục sinh tuyệt vời. Còn về phần đệ nhất phu nhân, bà đã kết hợp với các hoạt động của ngày lễ với kỷ niệm lần thứ 5 của chiến dịch rèn luyện thể dục thể thao mà bà đã đề ra, có tên gọi là Let's Move. Bà cũng đã quảng bá các thử thách về rèn luyện thể lực trong tương lai của bà tại sự kiện trên. Bà cho biết là thử thách mang tên là Give Me Five là rất vui nhộn và hấp dẫn, và bà cùng với những người giúp đỡ đang cố gắng để truyền tải ra trên khắp đất nước. Bà hy vọng có thể thúc giục các công nhân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi thể hiện ra được 5 cách sống khỏe mạnh. Đó có thể là bất cứ thứ gì, ví dụ như nhảy dây theo 5 kiểu, ăn 5 loại rau quả khác nhau, v.v. Và hãy chụp hình đưa lên đăng tải trên mạng xã hội với câu biểu ngữ là Give Me Five. Bà cũng cho biết là những ngôi sao Hollywood khác cũng đã thực hiện cuộc vận động trên, bao gồm Beyoncé và Michael Strahan. Trong các phần phụ của sự kiện lễ phục sinh có thêm phần ca hát và kể chuyện. Cặp đôi nhất phẩm của Tòa Bạch Ốc cũng đã tham dự vào các hoạt động thể thao và nhảy múa để nâng cao tinh thần luyện tập sức khỏe.